ở đâu? Ôi ôi, hay quá. Trúng rồi nhưng mà không có nổ. Gà nướng các bác ơi. Thơm quá. Nghe mùi gì chưa? Đẹp ha. Đây là cái bếp bếp thần thánh. Gà nướng vàng ươm luôn. Con này chín chưa? Rồi chín hết rồi đó chị, cái khúc này chưa nè. Cho nó nằm ngoan ngoài chị. Con này vàng luôn thôi. Đẹp quá. Thèm quá. Ngày giờ này chưa ăn cơm nữa. Này. Đùi gà nướng. Ủa, phát triển quá. Hai con. Ui trời ơi. Thơm ngào ngạt các bạn ạ. Chào mọi người. Hôm nay team tụi mình sẽ chơi một trò chơi là ném phi tiêu để được ăn gà nướng nha các bạn. Trong bong bóng này là tụi mình đã có ghi tên bộ phận con gà rồi. Hai đội sẽ bốc thăm và chơi phi tiêu nha các bạn. Đây là cái phi tiêu. À, phi tiêu do thân Kaka làm nha các bạn. Này giống tên lửa quá các bạn ơi. Hai đội chơi sẽ lần lượt ném phi tiêu. Người đầu tiên ném phi tiêu trúng bộ phận nào trên trong quả bóng này sẽ ăn hết. Rồi người thứ hai mới được ném nha các bạn. Bây giờ sẽ bốc thăm nha các bạn. Đây mình đứng ở giữa đây cho bốn người chơi sẽ bốc thăm. Đây chị bốc trước. Rồi xin mời hai người đại bốc. Rồi. Giờ cây tăm. Giờ lên nào nha. Ồ. Cái này là căng à. Ai trai. Không biết có vượt qua nổi mà. Ai trai mà ai gái các bạn. Cái này. Cái này là team này là hơi bị lệch lệch à. Hai đội sẽ đứng ở vạch ở đây nha các bạn. Hai đội sẽ cứ đại diện chơi đầu tiên nào. Ở đâu? Ôi ôi, hay quá. Trúng rồi nhưng mà không có nổ. Xem trình độ phi tiêu của ai sẽ. Ôi rồi. Rất tiếc các mình các bạn ạ. Rồi trúng rồi. Người chơi trúng cái gì? Cái gì đây? Cánh các bạn ơi. Cánh. nhanh. Ôi, trúng rồi. Vô leo. Rồi người chơi thứ hai sẽ đợi người chơi thứ nhất ăn xong mới được phi nha các bạn. Ăn nhanh chín. Chưa leo. Ôi giời ơi, mình quay mình xem các bạn ạ. Ngon quá các bạn ơi, mình nhìn xem quá. Rồi chị Trinh, hết chưa, từ cứ bình tĩnh, ăn dưa leo lẹ hơn ăn cánh gà. Rồi, ok. Phi tiếp. Ôi ôi, rồi hay quá, giỏi quá. Cái gì? Đâu, dưa leo lên. Dưa leo. Ôi, hay quá. Trò này quá dễ. Đâu. Cho mọi người xem coi. Quả cái này ăn chắc lâu lắm. Cố lên. Bên đây à. Cố vụ cho hai người chơi nào. Ôi rồi. Nhảy lên. Không chúng luôn hả? Sẽ ra chúng chứ. Rồi thơm quá các bạn ơi, mình đứng quay mà mình cũng thấy thơm quá. Mùi gà nướng thơm quá. Vừa gà vừa nữa. Thì trên hình như là ăn xong rồi các bạn ạ. Rồi. Ôi giời ơi. Này phi tiêu trình độ lên đây. Mở ra. Đuôi đâu, đuôi đây nha các bạn. Đuôi đây các bạn. Thì giờ kỳ cho khán giả xem được chưa? Ui trời ơi. Đây, xin mời nhá. Lần đầu tiên trúng cái đuôi. Mẹ
ớt thì lâu quá. Để ớt cái lâu á. Bây giờ phải như đang mắc nghẹn chắc các bạn ơi. Mình được nhai đang mắc nghẹn các bạn ạ. Chị Thương chúng ta đã trúng một cái đùi. Chị Thương lúc nào cũng hên lắm các bạn, may mắn. Trò chơi nào cũng may mắn. Lượt chơi này thời gian hơi bị lâu các bạn ơi. Ăn đùi với lại ức thế kia mà to quá. Nhìn đẹp quá. Trời ơi, đã quá. Chào anh Điệp. Anh không vui, tập xong rồi. Cố lên, cố lên. Sao chị thấy phong phi tiêu này dễ không? Không dễ đâu. Bây giờ có cộng hưởng của gió rồi nha các bạn. Về càng về sau nó ít nữa càng khó nữa. Đúng mày rồi, càng thưa dễ. Nhưng mà hai người mà mình được hai cái rồi mình hơi bị ghê đó. Hai người phụ nữ không thua kém gì hai người đàn ông của chúng ta. Rồi, đâu? Sạch chưa? Ui dồi, trình độ chuyên nghiệp lên rồi các bạn ạ. Ức đâu, ức đâu? Dớt lên. Ức lên các bạn. Rồi nha, ức hơi bị lâu đấy. Các bạn ngồi, ngồi các bạn nha. Giờ gió, giờ bị gió rồi sao? Giờ gió rồi. Chạy tiếp, chạy chạy, tranh thủ, tranh thủ. Ôi, ôi hay quá, hay quá. Nghe tiếng kêu pháo nổ đùng 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 các bạn ạ. Dưa leo, dưa leo. Trong miệng, trong miệng, trong miệng. Vô gà chứ, vô gà cho mau hết chứ. Nhưng mà trong miệng, trong miệng. Ngon quá. Nghe không gì? trúng cái ức. Điệp hơi như là hợp với dưa leo á, ăn dưa leo lẻ lắm các bạn ạ. Trò này vui à. Trò này là thành bài tài kỹ năng các bạn ơi, chứ không có may mắn gì nữa đó nha. May mắn thì đóng yếu tố là rất ít, kỹ năng là nhiều. Cái phi tiêu này mình phải canh thời tiết nữa. Đúng rồi. Xong rồi. Xong rồi, từ nhai trong miệng đã. Nhai trong miệng đã. Mất phi tiêu hả? Rồi đã thấy phi tiêu rồi. Ôi giời, hút. Giờ bong bóng đã thưa ra rồi các bạn ơi. Nên là sẽ khó hơn như lúc đầu nha. Anh phải lắc cái ức đi. Ui ôi hay quá, màu đỏ, màu đỏ. Đâu rồi? Nó bay tới tới bay tới bên này. Ui giơ lên, giơ lên. Mày bắt ức ức ức. Ức trời ơi. Mày quá. Chết. Rồi, miếng ức kìa các bạn ơi. Các bạn. Trời ơi. Được uống được không ta? Uống đi. Được uống được. Cố lên. Ngon. Da nó ngấm gia vị ha. Ui giời. Xong rồi á? Chưa nuốt. Xong chưa? Đang nhai. Từ coi chừng ói ra cho chị. Ói là không được tin nữa cho chị. Còn hai cái đuôi cái cạnh là ok thôi. Gần nó nhất. Sắp xong rồi. Có vẻ như là cuộc chơi đang nghiêng về bên đội nam các bạn ạ. Không biết hôm nay thế nào này. Vừa ăn các bạn ạ. Hôm nay thế nào lại đội sắp xếp bốc thăm đúng nam với nữ tách biệt nhau chứ. Gà này ướp ngon à. Còn hai cái đùi. Ôi, chín rồi.
Ui giời ơi, ui giời ơi. Giờ có vẻ khó hơn các bạn ạ. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đứng đúng vạch nha các bạn. Ui giời, phi mảnh vào, phi mảnh vào. Phi mảnh vào. Ui giời ơi, phi mảnh vào. Cái này tập thể dục được á. Ừ. Vừa ăn vừa tập thể dục. Ui ui hay quá. Kêu luôn, kêu luôn. Cái gì đây, cái gì cánh, đây? Cánh đâu, cánh đâu. Cánh nha các bạn. Cánh này lẻ lắm. Còn một cái ức nữa. Ức này mới lâu này. Bên đồi nam còn hai cái đùi và một cái cánh. Bên đồi nữ còn một cái đùi, một cái ức và một cái cánh. Ức là hơi lâu đấy. Quá là cái ức nữa vậy. Ngon quá ta. Ngàn ngàn ngàn. Cố lên chị, cố lên chị. Bên đồi nam ăn xong rồi nha các bạn. Chưa chưa. Chưa hả? Còn à, nó còn. Đang còn, đang còn. Cuộc chơi rất kịch tính các bạn ạ. Rồi, ok. Rồi nữ đã xong. Tiếp tục. Úi giời ơi, hơi bị khó đấy. Xong chưa? Xong chưa anh? Xong chưa anh? Xong rồi. Úi giời ơi, giờ hơi bị khó đấy. Rồi năm bắt đầu. Phóng. Úi, hút 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 hút. giờ mệt rồi, hỏng trúng dao ta. Vừa chơi vừa tập thể dục nha các bạn. Hay quá. Cái gì, cái gì, cái gì? Dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Đuổi đâu, đuổi đâu, đuổi đâu. Đuổi đây, đuổi đây, đuổi đây. Rồi, chị Tinh ăn no luôn các bạn. Mình đi trước mà mình sắp xong rồi. Nhanh lên chị. Rồi nữ có cơ hội vượt lên trước. Ăn 5 cái đùi này là có cơ hội vượt lên. Ui dồi, giờ khó các bạn ạ. Khó lắm. Giờ bóng nó thưa ra đấy các bạn. Nó sẽ khó hơn. Mình 3 cái nữa hả? 2 đùi 1 cánh hả? Ui giời. Ăn nổi. Ui dồi. Cái đùi, 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 cái đùi. Mình còn 2 cái à, còn 4 cái. Dư leo không? Dư leo. Giờ biết của ai đó, được trúng đâu. Cứ vô dư leo, ăn dư leo. Dư leo, trúng. Oh, hụt nha các bạn. Giờ đuối sức rồi. Hay quá. Gì đấy, gì đây? Đuôi. Đùi đùi. Đùi 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 đùi. Đùi 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 đùi. Thành ra mới nhanh đeo ha. Có. Chị chỉ ăn đùi cho xong. Ngọt quá. Ngọt quá. Nói nha chị. Chị là ăn gần nửa con gà đó. Ăn một cái đùi, một cái cánh, một cái ức. Hai chữ leo. À, đây đi leo. Tuyệt vời, tuyệt vời. Này mà. Đâu, chấm nước chấm vào. Vừa miệng chưa? Vừa ra. Mỏi miệng quá, nhai mỏi miệng quá. Tiếp nước, tiếp nước. Nhanh lên chị, nhanh lên chị. Cái đùi sắp xong rồi.
Rồi đùi này cũng sắp xong rồi. Rồi tiếp tục cứ chơi. Dứt. Được. Không sao. Ôi hay quá. Chó chơi. Bụp mới chơi. Dưa leo. Trời, coi con cung. Đâu rồi. Cách đứng chà. Còn đúng cánh đồ. Phi nào. Tập chưa anh Thân? Anh Thân chưa xong. Ui hay quá. Trình độ phi lao. Ức chặt cha ơi. Rồi xong. Con kia cố lên. Đều ha. Ức. Hai cái ức. Anh toàn hai kia chỉ tính ăn nguyên con gà rồi các bạn ạ. Gà chạy bộ bây giờ người chạy bộ luôn các bạn ơi. Chạy bộ tàng tàng. Màu xanh. Được phép đồng đội hỗ trợ chứ cho trọng tài. Ok, chấp nhận trong được hỗ trợ nha các bạn. Hỗ trợ ăn nha. Ui. Cái gì? Xé ra. Cánh. Cánh cứ được. Cánh về của lực hỗ trợ. Người chơi no rồi các bạn. Thôi, cho trợ giúp cho các bạn. Người chơi có vẻ như là ăn không nổi. Cần cánh trợ giúp không? Cần. Trò chơi càng kịch tính các bạn ạ. Đã có quyền trợ giúp từ người chơi thứ hai. Mình quay này mình thiệt thòi các bạn ạ, mình thèm quá. Cố lên. Sao xuống mô? Ăn hàng rồi ăn cánh rồi ăn được ăn ức là không ăn nổi luôn á. Thôi, ui xong rồi. Hay quá. Ừ. Đẹp. Rồi hai đồ chơi còn đùi và cánh. Lượt chơi cuối cùng các bạn ạ, còn hai quả bóng. Đội nào sẽ giành chiến thắng đây? Đúng. Lẹ. Ôi giời ơi. Vô kèo. Lượt chơi cuối cùng các bạn đây. Thắng cuộc là nhờ vào đây này. Đội nào sẽ đùng đầu tiên đây? Màu hồng, màu xanh. Ủa? Ôi trời ơi. Rồi. Ôi gì đây? Còn kia đuôi đâu? Đuôi. Trời giúp, được quên trời giúp. Mình hả? Mình thắng rồi, đội nữ quá bồ sẽ thắng các bạn ơi. Tại vì là chơi cuối cùng này là trúng cái cánh các bạn ạ. Rồi, hai ông nam trúng cái đùi. Xong rồi các bạn ơi. Chúng ta sắp tìm ra được người thắng cuộc rồi. Ok. Rồi, chúng ta đã tìm được ra người thắng cuộc. Đội nữ nhé các bạn. Đội nữ ăn hết rồi nhé các bạn. Đội nam đang còn. Khi đùi chưa xong. Đùa rồi. Chúc mừng đội nữ. Đội nữ lúc đầu đã bị ép vế nhưng sau cùng đã vươn lên. À, còn cái đùi các bạn ơi. Còn gần cái đùi mà hai ông ăn chưa xong rồi các bạn. Bây giờ phần thưởng cho đội nữ là được quyền trừng phạt đội nam. Người đội nữ sẽ dành cho đội nam một trừng phạt. Xin mời, trừng phạt là gì nhỉ? Hộp xì dầu. 20 cái. 20 cái. xin mời. Hai anh. Đếm đội nữ đếm nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vừa ăn vừa tập thể dục các bạn ạ. 13, 14, 15, 16, 17. Đừng nghĩ anh đẹp 13, ngồi xuống nữa. 20. Ở đợt sau mình sẽ phục thu. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của tụi mình nha. Bye bye. Nhớ đăng ký và like cho mình nha.